là nông dân ở ấp Hương Giang, xã Mỹ Lâm. Tôi có sụp dây răng nè, công một bệnh với hai bệnh chai. Dạ, cỏ lúc đó mình nhiêu ngày? 30 ngày. Chung 30 ngày hả? Anh phun liều phun là một chai 2 bình. Chai 2 bình. Dạ, bao nhiêu ngày thì anh thấy cỏ nó chết? 5 ngày đó mà chết đặc gì vậy đó. Đâu cỏ của anh là nho hụt giữa nhóm gì anh Chung? Cỏ chát, ở đây kêu gọi cỏ này kêu gọi cỏ chát. Dạ dạ. Chát lát mà nó chết. Dạ. Dạ. Rồi anh Chung thấy tình hình nó có ảnh hưởng đến lúa gì mình gì nhiều không anh Chung? Lúa bình thường. Dạ. Rồi em cũng xin cảm ơn nha anh Chung. Rồi. Dạ dạ.